nghĩ là mình nên cùng về để bố mẹ yên tâm. Thì mẹ cũng hay để ý lắm. Nhỡ mà... Thế anh vào nhà đợi nha. Em dọn nốt đồ cái đã. May quá, có em về nhà. Chứ không mấy ngày vừa rồi chị ở đây ở nhà một mình chán lắm. Giờ có em về nhà chia sẻ nỗi chán đời với chị. Em tưởng tụi em dọn đi, nhà sẽ rộng rồi chị sẽ thích. Đó là mơ ước của chị rồi còn gì, thế mà chán à? Đúng là ban đầu chị cũng tưởng là chị sẽ vui. Nhưng mà đến khi mọi chuyện diễn ra giống như là chị mong ước thì tự nhiên chị lại chẳng thấy vui tí nào ấy. Ủa, em vừa nói cái gì nhở? Nói gì? Em vừa nói tụi em. Tụi em có nghĩa là hai đứa đồng lòng dắt tay nhau về nhà. Hai đứa làm lành rồi à? Có phải không? Không phải đâu ạ. Không phải á? Nhà mình bữa giờ nhiều chuyện quá, cho nên em với anh Danh mới dọn về để cho bố mẹ đỡ buồn thôi. Tưởng là làm lành rồi chứ. Chị hiểu vấn đề rồi. Hiện tại là hai đứa đang ở trong giai đoạn hồi sức cấp cứu, cho nên là rất cần không gian riêng ở bên nhau. Chết, lẽ ra chị không nên có mặt ở đây. Thôi bây giờ thế này, chị hứa là chị sẽ kiểu rất là tế nhị. Chị coi như là chị không nhìn thấy gì cả. Chị không để ý xem là hai đứa đang làm gì ấy. Thôi, đứng đây thừa quá. Thôi chị đi. Đi đi. Cứ thoải mái đến với nhau các em nhá. Bye bye. Ôi dồi, chị có nấu bún còn rất là nhiều, cho nên là lát nữa hai đứa xuống dưới bếp xong rồi tự hâm lại xong rồi tự ăn nhá. Chị bây giờ phải ra cửa hàng. Dạ vâng. Hai đứa cứ tự nhiên thoải mái nhá. Kìa, em nên thoải mái mà. À gì? Quên. Thôi chị đi nhá. Mẹ, mẹ uống nước cam đi mẹ. Mẹ xin. Mẹ cảm ơn. Mẹ khỏe rồi, không sao đâu con. Mẹ, mẹ đang nhớ chị Phương ạ. Mấy ngày hôm nay mẹ không liên lạc với chị. Mà tốt nhất là không liên lạc con nhỉ. Chị mà biết mẹ đang mệt mỏi như thế này, chị lại lo nghĩ cho mà xem. Thế nếu mà mẹ muốn chị Phương không lo thì mẹ phải uống hết ly nước cam này thì chị Phương mới không lo được. Mẹ uống đi.